Biệt sử toàn thư rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, ngày 7 tháng 1, cách đây 42 năm, đất nước Campuchia hoàn toàn được giải phóng khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot, một chế độ diệt chủng loài người được đánh giá là dã man nhất trong lịch sử thế kỷ 20, mở ra một kỷ nguyên mới, hồi sinh cho đất nước chùa Pháp. Trong thắng lợi đó, với tinh thần quốc tế cao cả, trách nhiệm với đồng loại của nhân dân Việt Nam cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng là biểu tượng cao đẹp của tinh thần đoàn kết chiến đấu thủy chung trong sáng giữa hai dân tộc Việt Nam và Campuchia. Thế nhưng, nhà cầm quyền Trung Quốc đã tìm đủ mọi thủ đoạn xuyên tạc, vu khống sự kiện này. Thậm chí, họ còn dùng những lời lẽ hết sức gay gắt để nói về sự kiện Việt Nam đưa quân vào Campuchia. Vậy người Trung Quốc đã biết gì về sự kiện này? Hãy cùng Việt Sử Toán Thư đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Ngày 7 tháng 1 năm 2009, hàng chục nghìn người Campuchia tụ tập tại sân vận động Olympic quốc gia ở Phnom Penh, nhiệt liệt chúc mừng 30 năm ngày kỷ niệm Campuchia thoát khỏi ách thống trị của Khmer Đỏ. Hoạt động kỷ niệm quy mô lớn này do Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền tổ chức và đã thu hút hơn 40.000 người tham gia. Thủ tướng Hun Sen và một số đảng viên Đảng Nhân dân đã tham dự lễ hội trọng thể này. Chủ tịch Thượng viện Campuchia Chia Sim khi đọc diễn văn có nói, ngày kỷ niệm này có ý nghĩa trọng đại, nó đánh dấu một trang đen tối nhất trong lịch sử Campuchia đã kết thúc. Chia Sim đặc biệt cảm ơn nước láng giềng Việt Nam đã cứu Campuchia, đánh giá cao quân tình nguyện Việt Nam đã có những hy sinh to lớn vì để tiêu diệt chính quyền Khmer Đỏ tàn sát nhân dân Campuchia và đã kịp thời ngăn chặn được số phận bất hạnh của nhân dân Campuchia tiếp tục bị Khmer Đỏ tàn sát. Việc Chia Sim cảm ơn Việt Nam rất dễ khiến người ta liên tưởng tới cuộc chiến phản kích tự vệ chống Việt Nam do Trung Quốc phát động ngày 17 tháng 2 năm 1979, cũng khiến người ta tỏ ý nghi ngờ tính chính đáng của cuộc chiến tranh đó. Tuy rằng hiện nay Trung Quốc cố gắng tránh không nhắc tới cuộc chiến này, nhưng đối mặt với lịch sử, chúng ta phải có dũng khí nhìn thẳng vào sự thật, xem xét và phán đoán một cách khách quan và công bằng. Hồi ấy, Trung Quốc phát động cuộc chiến phản kích tự vệ chống Việt Nam có nguyên nhân chính là do Việt Nam xâm lược Campuchia. 30 năm sau, khi đối mặt với cuộc chiến tranh đó, vì sao người Campuchia lại tỏ ý chân thành cảm ơn nước láng giềng Việt Nam xâm lược mà không một chữ nhắc tới Trung Quốc? Chúng ta rất cần thiết ôn lại những ngày tháng thực sự khủng khiếp như bị bóng đè đối với người Campuchia ấy, thời kỳ chính quyền Khmer Đỏ thống trị nước này. Đảng Cộng sản Campuchia thành lập năm 1950, hồi ấy là một nhánh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đến thập niên 1970, đổi tên là Đảng Campuchia Dân Chủ, sau này được gọi theo tiếng Pháp là Khmer Đỏ. Ngày 18 tháng 3 năm 1970, nhân dịp Hoàng thân Norodom Sihanouk đi thăm nước ngoài, tướng Lon Nol đã làm đảo chính lật đổ chính quyền Sihanouk. Sau đó, Sihanouk lưu vong ở Bắc Kinh. Hồi đó, Khmer Đỏ đối địch với chính phủ Lon Nol. Được chính phủ Trung Quốc ủng hộ, Sihanouk giúp Khmer Đỏ giành lại chính quyền từ Lon Nol. Ngày 17 tháng 4 năm 1975, Khmer Đỏ chiếm Phnom Penh, lật đổ chính phủ Lon Nol và xây dựng nước Cộng hòa Dân chủ Campuchia do Pol Pot lãnh đạo. Từ đó trở đi, chính quyền Khmer Đỏ bắt đầu sự thống trị đẫm máu trong gần 4 năm tại Campuchia. Nhân dân Campuchia rơi vào thế giới bi thảm đen tối nhất của loài người. Trong thời gian nắm chính quyền, Pol Pot thi hành sự thống trị vô cùng đáng sợ, hòng cải tạo Campuchia thành một xã hội không phân chia giai cấp, cưỡng chế xua đuổi toàn bộ dân đô thị về nông thôn, tiến hành cuộc đại thanh lọc trong cả nước. Lấy cớ là máy bay Mỹ sẽ ném bom Phnom Penh, chính quyền Pol Pot kêu gọi dân Phnom Penh yêu cầu họ sơ tán về thôn quê và hứa sau 3 ngày có thể trở lại Phnom Penh, yêu cầu họ không cần mang theo bất cứ tài sản nào. Sau khi dân cư thủ đô đã xuống nông thôn, phần lớn họ bị chính quyền Khmer Đỏ sát hại, chưa đến một nửa số người sống sót được trở về nơi cư trú cũ. Trong thời kỳ đầu, Khmer Đỏ cầm quyền, số người bị thanh trừng gồm dân cư các đô thị, đặc biệt những người có tiếp xúc với phương Tây, trí thức từng tiếp nhận sự giáo dục của phương Tây và các nhân viên làm việc cho chính phủ London. Trong thời kỳ sau, những người bị thanh trừng còn có các cán bộ các cấp trong thời gian cách mạng Khmer Đỏ. Dưới sự thống trị của Pol Pot, tiền tệ bị hủy bỏ, nhân dân phải lao động trong các công xã, họ chỉ được ăn trong nhà ăn tập thể, cấm ăn ở ngoài. Trong gần 4 năm dưới sự thống trị của Khmer Đỏ, rất nhiều người đã chết vì đói ăn, đau ốm và lao lực quá mức. Cũng có nhiều người bị hành quyết vì nguyên nhân chính trị hoặc vi phạm các loại lỗi nhỏ nhặt. Theo các thống kê khác nhau, số người Campuchia chết trong thời gian Khmer Đỏ thống trị ước tính khoảng từ 1,2 triệu tới 3 triệu người,
chiếm khoảng 1/4 dân số Campuchia. Trong đó, có 215.000 người Campuchia gốc Hoa và hầu như toàn bộ hơn 10.000 người Campuchia gốc Việt Nam. Cuộc thanh trừng của Khmer Đỏ đã châm ngòi cho cuộc nổi loạn chống Pol Pot nổ ra vào tháng 5 năm 1978, khi những người Campuchia lưu vong ở Việt Nam lập ra mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia do Heng Samrin lãnh đạo. Ông là một cán bộ lãnh đạo cấp cao trong Khmer Đỏ, nguyên sư đoàn trưởng quân đội Khmer Đỏ và bí thư một tỉnh ủy thuộc Đảng Cộng sản Campuchia. Nay là Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Campuchia. Ngày 25 tháng 12 năm 1978, dưới sự dẫn dắt nguyên văn đái lĩnh của Heng Samrin, 100.000 quân tình nguyện Việt Nam mở cuộc tấn công thế như trẻ tre. Tuy nhiều người Campuchia cảm thấy sợ hãi khi thấy quân Việt Nam đến, nhưng được sự dẫn đường của không ít người Khmer Đỏ đầu hàng và của dân chúng Campuchia chịu sự thống trị tàn khốc của Khmer Đỏ, quân đội Việt Nam chỉ sau 2 tuần tấn công đã chiếm được Phnom Penh vào ngày 7 tháng 1 năm 1979, lật đổ ách thống trị khủng bố của Khmer Đỏ. Sau đó, lấy lý do quân đội Việt Nam xâm phạm Campuchia, ngày 17 tháng 2 năm 1979, chính phủ Trung Quốc đã phát động cuộc phản kích tự vệ chống Việt Nam. 30 năm sau, nhân dân Campuchia chúc mừng việc lật đổ chính quyền Khmer Đỏ. Chia Sim thay mặt nhân dân Campuchia cảm ơn Việt Nam đã giúp lật đổ chính quyền Pol Pot. Điều đó khiến chúng ta cần nhận thức lại và tìm hiểu lại giai đoạn lịch sử này. Trang bài báo Tin Tham Khảo của Trung Quốc ngày 25 tháng 1 năm 2006 đưa tin dưới tiêu đề Thủ tục xét xử Khmer Đỏ sắp khởi động cho biết, theo thỏa thuận ký giữa Liên Hợp Quốc và chính phủ Campuchia, một cơ quan quyền lực đặc biệt đang chuẩn bị cho việc thành lập tòa án xét xử Khmer Đỏ. Giờ đây cuối cùng đã có hy vọng thấy việc sẽ áp dụng các biện pháp tư pháp nhất định để xem xét những người đã gây ra cái chết của hàng triệu dân Campuchia trong thời gian từ năm 1975 đến năm 1979. Năm 1998, nhà lãnh đạo Khmer Đỏ là Pol Pot đã chết vì bệnh tim. Hiện nay, một số nhà lãnh đạo Khmer Đỏ đã bị tòa án bắt giữ, chờ xét xử, gồm có nhân vật số 2 là Nu On Che, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Ieng Sary cùng vợ là Ieng Thiriss và Kang Anh của SEVA. Dự kiến tháng 3 năm 2009 sẽ xét xử Kang Anh của SEVA. Những người khác do tuổi cao hoặc đau ốm sẽ hoãn lại đến năm 2010 hoặc muộn hơn mới xét xử. Họ sẽ đối mặt với cáo buộc và kết án phạm tội ác chiến tranh, tội ác diệt chủng hoặc tội chống nhân loại nhằm an ủi mấy triệu dân chúng Campuchia vô tội bị chúng hãm hại tới chết. Khi Khmer Đỏ do Pol Pot lãnh đạo dùng hành động đẫm máu tàn bạo viết những trang sử dã man của nhân loại, lịch sử tất nhiên sẽ tiến hành thanh toán những thứ rác rưởi tàn bạo không chút tình người ấy, mãi mãi đóng đinh chúng lên cây cột sỉ nhục của lịch sử. Trung Quốc từng ủng hộ Khmer Đỏ, cho tới nay chưa ai đứng ra tiến hành suy nghĩ lại về giai đoạn lịch sử đó. Pol Pot, kẻ tự xưng là học trò của Mao Trạch Đông, tháng 6 năm 1975 đang ở Trung Quốc. Lúc đó Chu Ân Lai đang ốm nặng, từng thiện chí khuyên họ không nên làm như thế. Pol Pot và các nhà lãnh đạo Khmer Đỏ hãnh diện tuyên bố, những người cách mạng trên toàn thế giới có thể học được rất nhiều kinh nghiệm từ Campuchia. Cách mạng ở bất cứ nước nào đều không thể thực hiện được sáng kiến của Campuchia là rút toàn bộ dân ra khỏi Phnom Penh, trang 221 sách đã dẫn. Thủ tướng Hun Sen của Campuchia đã xác minh nguyên văn Pol Pot là học trò của Mao Trạch Đông. Tuần san châu Á xuất bản tại Hồng Kông ngày 5 tháng 4 năm 2007 đưa tin. Hun Sen cho rằng căn nguyên tư tưởng của cuộc cách mạng văn hóa ở Trung Quốc là tư tưởng Mao Trạch Đông. Tư tưởng của Pol Pot bắt nguồn từ tư tưởng Mao Trạch Đông. Tư tưởng Mao được thực thi tại Campuchia nhưng cũng đã bị chứng minh là thất bại. Cùng với sự xét xử chính nghĩa của tòa án nói trên, giai đoạn lịch sử tàn ác vô nhân đạo do Khmer Đỏ làm nên tất nhiên sẽ bị mổ xẻ. Những hành vi bỉ ổi ẩn giấu dưới tư tưởng cách mạng trang nghiêm mà chúng tự xưng sẽ bị phanh phui. Dưới sự cảm hóa và kêu gọi của tinh thần, hãy để cho mùi lửa cách mạng vô sản lan ra toàn thế giới. Trung Quốc từng vô tư ủng hộ và viện trợ Khmer Đỏ. Nhưng ngược lại, chính cái gọi là lý tưởng cách mạng cao cả của Pol Pot đã đẩy mấy triệu người Campuchia xuống địa ngục muôn đời không thể trở lại trần gian. Khmer Đỏ đội vong hào quang màu đỏ, rốt cuộc dưới bánh xe chính nghĩa của lịch sử, cái vòng hào quang ấy đã bị chôn vùi để lại một vệt sử đỏ máu thê thảm của nhân loại.
Quý vị thân mến, có thể thấy sự hy sinh xương máu của các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam trên đất Campuchia đã không uổng phí khi cách mạng Campuchia thắng lợi, chế độ diệt chủng bị lật đổ và mở ra thời kỳ mới cho đất nước nhân dân Campuchia. Như vậy, trong quá khứ, Việt Nam không chỉ giúp đỡ Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng tàn bạo, mà chúng ta, những chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã sát cánh cùng nhân dân nước bạn Lào nổi dậy đấu tranh chống thực dân Pháp. Vậy Việt Nam đã giúp đỡ nhân dân Lào như thế nào? Hãy cùng Việt Sử Toàn Thư đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Gần một thế kỷ dưới ách thống trị của thực dân Pháp, hai dân tộc Việt-Lào đã gắn bó với nhau trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung. Có chung cảnh ngộ mất độc lập, tự do từ rất sớm, tình đoàn kết chiến đấu giữa nhân dân Việt Nam và Lào được hình thành như một lẽ tự nhiên tất yếu. Nhân dân Việt Nam và nhân dân Lào đã tự nguyện liên kết nổi dậy đấu tranh chống thực dân Pháp với những hình thức khác nhau. Tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, tạo tiền đề cho việc thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương. Vào tháng 10 năm 1930, nhận trách nhiệm lãnh đạo cách mạng Đông Dương, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong phong trào đấu tranh nơi đây. Nghị quyết hội nghị tháng 10 năm 1930 xác định phải khuếch trương phong trào cách mạng cho đều khắp các xứ Đông Dương. Nhân dân Đông Dương cần đoàn kết chống ách thống trị của thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc. Trên nguyên tắc, dân tộc Việt Nam đoàn kết chặt chẽ với dân tộc Miên, Lào thì sức mạnh đủ đánh tan thực dân Pháp. Những người Cộng sản Đông Dương đã nhanh chóng xây dựng và củng cố liên minh đoàn kết, chiến đấu giữa các dân tộc trên bán đảo Đông Dương. Cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam và Lào càng trở nên gắn bó khi Hội nghị Trung ương lần thứ 8 tháng 5 năm 1941 khẳng định cuộc cách mạng Đông Dương trong giai đoạn hiện nay là một cuộc cách mạng dân tộc giải phóng. Chỉ rõ lúc này vấn đề đấu tranh không phải là giải phóng riêng rẽ từng xứ, mà các dân tộc Đông Dương phải thành lập các đoàn thể phản đế để đi đến thành lập mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương. Hội nghị Trung ương lần thứ 8 quyết định thành lập Việt Nam Độc lập Đồng minh, Việt Minh, đồng thời chủ trương hết sức giúp đỡ Lào tổ chức Ai Lao Độc lập Đồng minh. Tháng 3 năm 1945, khi Nhật đảo chính Pháp, ở Việt Nam dấy lên cao trào kháng Nhật cứu nước đã tác động và cổ vũ mạnh mẽ các lực lượng yêu nước Lào đang đấu tranh vì quyền độc lập, tự do thiêng liêng. Tháng 8 năm 1945, Việt Nam tổng khởi nghĩa thắng lợi. Cùng thời gian đó, nhân dân Lào đã tiến hành giành chính quyền ở một số thành phố, thị xã. Các nước Đông Dương độc lập chưa bao lâu, thực dân Pháp đã nổ súng đánh chiếm Sài Gòn, Phnom Penh, xúc tiến xâm lược Lào, mở rộng chiến tranh ra toàn cõi Đông Dương. Để đối phó với kế hoạch đánh chiếm các cứ điểm trên các trục đường chính của Lào nối liền một số thị xã, Liên quân Lào Việt đã được tổ chức ở nhiều nơi và đến đầu năm 1947, nhiều tỉnh thuộc chiến khu 4 Việt Nam đã tổ chức ban biên chính để liên hệ, phối hợp và giúp đỡ các địa phương Lào đẩy mạnh đấu tranh. Ngày 30 tháng 10 năm 1949, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định tổ chức các lực lượng quân sự Việt Nam sang giúp Lào chiến đấu thành hệ thống riêng, lấy tên là quân tình nguyện. Thực hiện nhiệm vụ quốc tế, cán bộ và quân tình nguyện Việt Nam đã giúp đỡ nhân dân Lào xây dựng các cơ sở chính trị và vũ trang quần chúng, phát động chiến tranh dù cách rộng khắp, thực hiện chủ trương đẩy mạnh chi viện quân sự cho các chiến trường Lào. Riêng năm 1951, lực lượng cán bộ và bộ đội Việt Nam chi viện cho chiến trường Lào tăng lên đến 12.000 người. Những năm 1953 đến 1954, phối hợp với quân dân Lào, bộ đội Việt Nam mở chiến dịch Thượng Lào, Phong Sa Lì, Trung và Hạ Lào. Thắng lợi của chiến dịch nói trên đã nối thông hậu phương kháng chiến của cách mạng Lào với vùng tự do của cách mạng Việt Nam, mở rộng vùng giải phóng sau lưng Sài Gòn, đánh thông đường chiến lược Bắc Nam Đông Dương, giành địa bàn chiến lược Tây Nguyên, làm phá sản kế hoạch Nava của Pháp, buộc Pháp phải rút về cố thủ tại Điện Biên Phủ. Chiến thắng Điện Biên Phủ và những thắng lợi liên tiếp trên mặt trận quân sự đã tạo đà để Việt Nam và Lào giành thắng lợi trên mặt trận ngoại giao, buộc Pháp phải ký hiệp định Geneva. Tuy nhiên, là kết quả của một cuộc hòa giải không vững chắc, các giải pháp của hội nghị Geneva đã tạo kẽ hở cho Mỹ và Đông Dương. Từ năm 1954 trở đi, đế quốc Mỹ trở thành đối tượng chủ yếu của cách mạng Việt Nam và Lào. Nhân dân Việt Nam và nhân dân Lào cùng bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ hết sức ác liệt. Có chung một kẻ thù, tình đoàn kết, quan hệ chiến đấu keo sơn giữa nhân dân Việt Nam và Lào thời kỳ chống thực dân Pháp, nay cùng chung chiến hào chống Mỹ, tiếp tục được kế thừa, nâng lên và phát triển. Thực hiện điều khoản trong Hiệp định Geneva, lực lượng quân tình nguyện Việt Nam rút khỏi Lào trong vòng 120 ngày. Bộ đội Pathet Lào chuyển quân tập kết về hai tỉnh Sâm Nưa và Phong Sa Lì. Trong điều kiện Mỹ chuẩn bị lực lượng quân sự tiến công hai tỉnh tập kết nhằm tiêu diệt lực lượng Pathet Lào và yêu cầu của chính phủ kháng chiến Lào,
Đảng, Nhà nước Việt Nam quyết định cử lực lượng cố vấn quân sự từ năm 1959 là chuyên gia quân sự sang giúp đỡ cách mạng Lào, bên cạnh các cấp ủy và các lãnh đạo của Lào từ trung ương đến khu, tỉnh, nhằm giúp nhân dân Lào xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng. Tháng 10 năm 1954, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trương chấn chỉnh Bộ đội Tình nguyện Việt Nam. Trên tinh thần không tổ chức thêm lực lượng mà chỉ kiện toàn các đơn vị hiện có, Bộ Tổng tham mưu tiến hành chỉnh huấn chính trị, quân sự, sắp xếp đội ngũ cán bộ, cơ quan chỉ huy và phân chia lại các khu vực chỉ huy quân tình nguyện cho thích hợp. Thi hành Hiệp định Geneva và Hiệp định Đình chiến ở Lào, các lực lượng quân tình nguyện Việt Nam và lực lượng vũ trang Lào Isala khẩn trương chuẩn bị về mọi mặt, chuyển trọng tâm hoạt động phù hợp với tình hình cách mạng. Tháng 12 năm 1978, trước lời kêu gọi của Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia, quân và dân Việt Nam đã phối hợp với các lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia tiến hành các cuộc tấn công Khmer Đỏ, giải phóng hoàn toàn Campuchia. 30 năm sau, nhân dân Campuchia chúc mừng việc lật đổ chính quyền Khmer Đỏ, Chia Sim thay mặt nhân dân Campuchia cảm ơn Việt Nam đã giúp đỡ lật đổ chính quyền Pol Pot. Thế nhưng nhà cầm quyền Trung Quốc đã tìm đủ mọi thủ đoạn xuyên tạc vu khống sự kiện này, nhưng cuối cùng chính nghĩa bao giờ cũng thắng. Những người Trung Quốc có lương tri cũng dần dần hiểu ra sự thật, biết sử toàn thư, biết sử thêm yêu nước.